Trời Phật độ mệnh, tháng 3 năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Phúc lộc song toàn, gặt hái thành quả, tiền tỷ gửi lãi ngân hàng. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Đại Phú Quý, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, gặp vạn sự như ý và một cuộc sống an yên. Quý cô bác và anh chị thân mến, thời gian qua, cuộc sống của quý vị đã có nhiều biến động và vấn đề tài chính là nỗi lo lớn nhất của quý mệnh chủ, phải không ạ? Tuy nhiên, bước sang những tháng mới của năm 2023 này thì mọi thứ sẽ thay đổi. Quý anh chị tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, sẽ là con giáp được thần tài ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền, đặc biệt là vào tháng 3 âm lịch tới đây. Căn cứ vào luận giải mới nhất đến từ các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông thì thấy được rằng người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 3 âm lịch tới chính là con giáp được thần tài ưu ái. Nếu nắm bắt được điều này thì đảm bảo giàu sang tột đỉnh, tiền tiêu thả ga khiến thiên hạ phải phát hơn. Vậy vận trình tử vi chi tiết của quý anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng này sẽ diễn ra như thế nào? Và phải làm sao mới có thể mở ra được cơ hội may mắn cho mình như vậy? Đại Phú Quý xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thật kỹ video này để không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào. Trời Phật độ mệnh, tháng 3 năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, phúc lộc song toàn, gặt hái thành quả, tiền tỷ gửi lãi ngân hàng. Đầu tiên là tổng quan tính cách của tuổi Tân Hợi. Người sinh năm Tân Hợi thường cứng rắn, luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Niềm đam mê của họ là những món ăn ngon, thức uống hấp dẫn. Tân Hợi kiên nhẫn, tốt tính, phóng khoáng và là một người đáng tin cậy nếu bạn cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ họ. Họ thích được nâng niu trân trọng, thích phong thái thanh lịch, nhẹ nhàng, ôn hòa, không thích cuộc sống bon chen, không chấp nhận những hành động thô lỗ. Cũng vì vậy nên Tân Hợi không thích giao du quá nhiều. Nhìn chung, họ có tính tình hòa đồng, vui vẻ nhưng hơi cô độc. Tân Hợi là người hiền lành, không để bụng. Thường thì họ không hay trách cứ người khác, nhưng khi đã ghét ai rồi thì đến vết nhỏ nhất họ cũng sẽ ráng soi mói, vạch lá tìm sâu. Những người tuổi Tân Hợi đa phần biết hưởng thụ, thích cuộc sống vật chất sang trọng và xa xỉ, thích tự chiều chuộng bản thân nên khó giữ được tiền trong tay. Tân Hợi khá yếu đuối trong tình cảm, dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Người mang mệnh thoa xuyến kim mà có nhiều sao ưa khoe khoang trong cung mệnh của lá số tử vi thì lòng ham muốn hư vinh càng nhiều. Chữ Tân có nghĩa là toan tính nên Tân Hợi thường có cuộc sống hôn nhân ít thuận lợi. Nếu khắc phục được những điều trên thì tiền bạc hanh thông, phú quý phát tài, hôn nhân hạnh phúc. Tiếp theo là tổng quan tử vi. Tháng 3 năm 2023 âm lịch có 29 ngày, dương lịch từ ngày 20 tháng 4 năm 2023 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023, can chi từ ngày Mậu Thân đến ngày Bính Tý, tháng Bính Thìn năm Quý Mão, ngày hoàng đạo là ngày 6 tháng 3, ngày 16 tháng 3, ngày 19 tháng 3, ngày 26 tháng 3 âm lịch. Ngày hắc đạo là ngày 5 tháng 3, ngày 13 tháng 3, ngày 20 tháng 3 và ngày 24 tháng 3 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi được trải qua tháng 3 âm lịch khá êm đềm, không có nhiều biến cố. Thời điểm này, bạn nên tập trung cố gắng để khẳng định bản thân, xác định rõ ràng đích đến để có được chỉ hướng phấn đấu. Nhờ vậy sẽ không thụt lùi so với mọi người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh trường sinh chiếu mệnh, nên sự nghiệp của con giáp này không có những dấu hiệu phát triển quá mạnh mẽ mà thiên về ổn định. Thực ra, đây là điều khiến nhiều người xung quanh bạn mơ ước. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà trở nên lơ là, chủ quan. Bởi nếu bạn sơ suất thì lỗi sai cũng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù là trong những công việc vốn quen thuộc. Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì được những mối làm ăn trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ, mở rộng mối quan hệ với bạn hàng và đối tác. Đôi bên chưa cần hợp tác với nhau ngay lập tức, mà có thể trò chuyện, giao lưu để hiểu hơn về các mục tiêu của nhau.
Tiếc là chuyện tình cảm không quá ổn định, khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi bên đều nên hạ cái tôi của mình xuống để mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, chớ nên bắt nửa kia phải nghe theo quan điểm của mình. Tốt nhất, mỗi người đều nên lùi một bước để đi tới thống nhất chung. Cụ thể, về phương diện tài lộc, tháng 3 này, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi duy trì ở trạng thái ổn định. Đa số bản mệnh vẫn là những công việc quen thuộc, duy trì mối quan hệ với những đối tác cũ. Vì thế, dù tiền không chảy vào túi quá ổ ạt, nhưng ổn định, bạn không quá lo lắng đến chuyện chi tiêu. Bản mệnh nên tranh thủ thời điểm yên bình này để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Nếu bây giờ bạn có thể chuẩn bị kỹ càng cho mọi phương diện, thì mai sau, khi cơ hội xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng và nắm bắt bất cứ lúc nào. Nếu mới chập chững bước vào lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, giúp bạn có con mắt tinh tời hơn và tránh được những lỗ sai không đáng có. Mọi người xung quanh chắc hẳn sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Dưới ảnh hưởng của tiểu hao, tháng này bản mệnh có thể phải chi tiêu cho các khoản sinh hoạt, mua sắm hàng ngày khá nhiều. Bạn cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi mở hầu bao, không nên chạy theo xu hướng của thị trường nếu như điều đó vượt quá khả năng chi trả của mình. Hãy nhắc nhở bản thân để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Về sự nghiệp, theo tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi không có những biến động quá rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nguyệt lệnh trường sinh giúp cho mọi việc trở nên ổn định, dù có dấu hiệu phát triển đi lên nhưng chưa thực sự rõ ràng. Vì thế, người làm công ăn lương cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, chớ vội vàng thỏa mãn với thành quả lao động từ trước đó của mình. Thời điểm này, bạn có thể tranh thủ giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, học hỏi những điều này từ người đi trước để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng thử sức mình. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Bản mệnh nên chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên để có thể quan tâm đến nhân viên kịp thời, sắp xếp nhân sự vào vị trí phù hợp, giúp công ty phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, dù mọi việc có vẻ yên bình và thuận lợi đi nữa, thì bản mệnh cũng trở nên chủ quan và lơ là vì vẫn có hung tinh thiên hình rình rập. Nếu bạn hành sự bất cẩn, thì sai sót vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Về sức khỏe, xem tử vi tháng 3 năm 2023 tuổi Tân Hợi âm lịch, thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Công việc thuận lợi khiến tinh thần của bạn nhẹ nhõm, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo và chất kích thích. Khi tham gia giao thông, bạn cũng nhớ chú ý tuân thủ luật lệ, tránh phóng nhanh vượt ẩu hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để không gây ra sự cố đáng tiếc. Về tình duyên, các phương diện khác trong cuộc sống của người tuổi Tân Hợi khá yên bình, song chuyện tình duyên lại có dấu hiệu lục đục và không yên. Vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe nhau. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng nếu đôi bên đều cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý của mình, thì mọi khúc mắc sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Việc cần làm bây giờ là bình tĩnh lắng nghe nhau, mỗi người lùi một bước để có thể đi đến thống nhất chung. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 3 âm lịch. Tuần 1, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 âm lịch. Tuần đầu tháng, khó khăn xuất hiện vào đầu tuần như khiến người tuổi Tân Hợi có thêm quyết tâm để chinh phục đỉnh cao. Tinh thần làm việc hết mình của bản mệnh khiến quý nhân ấn tượng. Quý nhân sẽ xuất hiện vào giữa tuần, chỉ cho bạn hướng đi phù hợp để khắc phục tình trạng khó khăn trước đó. Tiền bạc chủ yếu chảy vào túi bạn vào thời điểm cuối tuần, mà người nhận được khoản tiền ấy chủ yếu là người làm công ăn lương và người phát tài dựa vào vận may. Khoản tiền này có thể giúp bạn cảm thấy dư giả vào khoảng thời gian ngắn sau đó. Tuy nhiên, sao xấu ngũ quỷ khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe hơn. Hãy chăm chỉ,
rèn luyện thể lực và đừng coi thường những tác động của thời tiết hoặc dịch bệnh. Khi ra khỏi nhà, hãy luôn để ý đến việc lựa chọn trang phục phù hợp. Những mâu thuẫn tình cảm có dấu hiệu hòa hoãn vào giữa tuần, nhưng khoảng thời gian sau đó, mọi mâu thuẫn lại bùng lên. Có lẽ bạn và nửa kia vẫn chưa thực sự tha lỗi cho nhau hoặc còn hiểu lầm nhau trong chuyện nào đó. Đôi bên vẫn cần trò chuyện thẳng thắn với nhau hơn. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch. Tử vi tuần mới dự báo, tuổi Tân Hợi may mắn được tử vi cát tinh che chở nên vận trình sáng sủa, cát nhiều hơn hung, có thể thở phào nhẹ nhõm. Phương diện công việc tương đối bình ổn, những chướng ngại vật đã được con giáp này dẹp bỏ nên hiện tại là thời gian bản mệnh hưởng thụ thành quả. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ngủ quên trên chiến thắng mà cần đốc thúc bản thân không ngừng tiếp tục tiến về phía trước và phát triển sự nghiệp trên nền tảng sẵn có. Có thể đôi khi xuất hiện rào cản khiến bạn thấy nản lòng, thoái chí, nhưng hãy cứ vững tin đi theo con đường mình đã chọn. Bạn có quyết tâm, có ý chí, chắc chắn thành quả sẽ không tồi. Trong tuần này, vận trình tài lộc của bạn đang rất tốt, nhất là từ giữa tuần trở đi thì càng mở ra nhiều cơ hội để kiếm tiền. Nếu con giáp này bỏ được tính phải chăng hay chớ, làm ăn cầu thả và thiếu kiên trì của mình thì thu nhập sẽ còn dồi dào hơn hiện tại rất nhiều. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 âm lịch. Tuần này, Tân Hợi được nhận xét là một tuần khá ảm đạm. Ngũ quỷ hung tinh chiếu mệnh, bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong công việc. Tâm trạng buồn chán dễ khiến cho bạn mắc phải sai sót. Đã vậy, lại luôn có tiểu nhân sinh sập, cố ý ngáng đường, khiến bạn bức bối. Hợi cần chấp nhận sự thật rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn. Chính vì vậy, bạn đừng quá nản lòng. Càng sớm thích nghi, bạn càng nhanh chóng lấy lại động lực. Điều bạn cần nhất lúc này là một khoảng lặng để lấy lại tinh thần trước khi bắt tay vào công việc. Rèn luyện thể thao cũng là cách tốt để giải tỏa áp lực trong bạn. Tài chính cũng có phần giảm sút. Kiếp tài xuất hiện ngay từ đầu tuần. Thời gian này, bạn đang có xu hướng chi tiêu quá đà, dẫn đến tình trạng khoản tiền tiết kiệm cũng bị cạn kiệt. Tốt nhất, bạn nên thiết lập kế hoạch chi tiêu cụ thể cho từng thời điểm để ngăn chặn việc bị rỗng túi vào cuối tháng. Chuyện tình cảm không gặp nhiều thuận lợi nên tâm trạng của bạn càng thêm bất ổn. Bạn nên cùng đối phương giải quyết triệt để mâu thuẫn của cả hai để tránh những hiểu lầm đáng tiếc về sau. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn và bình tĩnh là điều hai bạn cần nhất vào lúc này. Tuần thứ tư, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 âm lịch. Tuần cuối tháng, tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng bị vận đen đeo bám. Được thiên đức bảo trợ, công việc hanh thông, người làm công ăn lương, nhận được nhiều lời khen ngợi. Bao nhiêu vất vả và khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình. Hơn nữa, sau những nỗ lực, bạn còn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thanh thang, nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt. Điều đó rất hữu ích cho con đường tương lai chạm tay tới mục đích của bạn. Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ trong tuần này. Tình hình tài chính trở nên khấm khá hơn ở thời gian trước đó. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan. Tiếp sau đây là cẩm nang vượng vận cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 3 âm lịch. Khẩu quyết, tình hình tài chính ổn định nhưng vẫn cần chú ý chi tiêu hợp lý. Con số may mắn, tuổi nam Tân Hợi hợp với số 2, tuổi nữ Tân Hợi hợp với số 4. Tháng sinh đại cát cho tuổi Tân Hợi, tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 và tháng 11. Người tuổi Tân Hợi sinh đúng tháng, cả đời vận may liên tục, rất có phúc khí, hạnh phúc an khang, tài vận hanh thông. Bản mệnh bác học đa tài, trung hậu thẳng thắn, hiền lành hữu hảo, thường được trưởng bối trợ giúp, còn có quý nhân tương trợ, là người có phú quý. Cả đời cũng sẽ không mệt nhọc, không nghĩ ngợi, thực sự là thoải mái. Quý nhân cho tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch là người tuổi Dần. Người tuổi Tân Hợi có thể nhận được nhiều sự trợ giúp từ quý nhân của bạn là người tuổi Dần. Có tuổi Dần ở bên cạnh, Tân Hợi sẽ học được cách quản lý tài chính tốt hơn,
giữ được càng nhiều tiền của trong túi. Thực tế, tuổi Tân Hợi đa phần là những người tiêu tiền rất thoáng tay. Dù không phải là người giỏi kiếm tiền hay nhạy bén với các cơ hội làm giàu, nhưng thói quen chi tiêu của bạn thường khá tùy hứng. Thích là tiêu, muốn là mua. Đó là lý do bạn thường rất dễ rơi vào tình cảnh kinh tế eo hẹp, có tháng còn phải đi vay mượn để trang trải cuộc sống. Dù Tân Hợi có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh, tiền bạc kiếm về cũng không ít, nhưng tiền bạc dễ có nguy cơ thất thoát nhanh chóng vì lối sống hưởng thụ, mua sắm nhiều đồ xa xỉ của bản mệnh. May mắn là sự xuất hiện của tuổi Dần sẽ giúp đỡ cho người tuổi Tân Hợi giảm thiểu được nguy cơ thất thoát tài chính. Tuổi Dần vốn luôn có cách kiếm tiền của riêng mình, cũng tự mày mò ra các cơ hội kiếm tiền tốt và phù hợp cho bản thân. Họ cũng khá phóng khoáng với bạn bè, không ngần ngại chia sẻ và giới thiệu cơ hội đó cho tuổi Tân Hợi. Hơn nữa, tuổi Dần còn rất biết cách quản lý tài chính. Dưới sự nhắc nhở và chỉ dẫn của họ, người tuổi Tân Hợi cũng sẽ tiết chế thói xa hoa của mình, không còn tiêu xài lãng phí như trước nữa. Với sự thay đổi như vậy, vận may tiền tài của người tuổi Tân Hợi sẽ ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt lên nhiều. Màu sắc phong thủy cho tuổi Tân Hợi: màu xanh da trời, vượng công danh. Theo quan điểm ngũ hành, người tuổi Tân Hợi thuộc hành thủy, vì vậy những thứ thuộc tính thủy sẽ rất tốt với con giáp này, ví dụ như màu xanh da trời. Đâu là một gam màu lạnh, tạo ra cảm giác mát mẻ, dù là ở nơi làm việc hay cuộc sống, tông màu xanh lam đều khiến cho người ta thoải mái, đầu óc sáng suốt. Màu sắc trầm tĩnh này có thể dễ dàng khiến cho bạn được người khác yêu thích, tăng sự thu hút với người đối diện. Thường xuyên sử dụng màu này, người tuổi Tân Hợi sẽ tự tăng cơ hội gặp gỡ quý nhân. Bạn có đủ sự tự tin để nắm bắt cơ hội ở trước mắt, không chần chừ, do dự, nhường cho người khác nữa. Màu đen tăng uy tín và danh tiếng. Màu đen thuộc thủy trong ngũ hành nên cũng được xem là màu sắc may mắn với tuổi Tân Hợi. Có thể nhiều người nghĩ màu đen là màu xui xẻo và tăm tối, nhưng ở môi trường làm việc, nếu một bộ đồ đen có thể giúp tăng sự sang trọng, lịch sự và hiện đại, khiến bạn chiếm được lòng tin của sếp và khách hàng. Màu sắc trang trọng này giúp bản mệnh có ánh mắt quan sát, đánh giá chính xác để biết cơ hội nào phù hợp với khả năng của mình. Bạn cũng sẽ không ngại mở lối đi riêng, dẫn đầu xu thế, khiến đồng tiền chảy ào ào về túi. Màu vàng vượng nhân duyên. Ở phương diện tình duyên, màu vàng sẽ đem tới nhiều may mắn cho Tân Hợi. Màu sắc này sẽ giúp các cặp đôi hóa giải cãi nhau, mâu thuẫn, dần bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Ngoài ra, nó còn giúp bản mệnh có tư duy phóng khoáng, cởi mở hơn, dễ tạo quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Bạn cũng tự tin tiếp xúc, trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người mà bạn đem lòng yêu mến. Quý vị thân mến, mọi người thường nói là đi tìm và khám phá giá trị của hạnh phúc, cứ ngỡ rằng hạnh phúc là một cái gì đó cao siêu mà không nhận ra rằng hạnh phúc có ở quanh ta. Hạnh phúc không phải trên trời rơi xuống hay được ai ban phát, mà nó nằm ngay trong cảm nhận, suy nghĩ và hành động của mỗi người. Cho dù bạn có gặp nỗi buồn lớn đến đâu, bạn sẽ có lòng tin để vượt qua, vì bạn biết rằng hạnh phúc luôn ở quanh ta. Hạnh phúc chúng ta không thể tóm lấy hay bắt được nó, mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó mà thôi. Hạnh phúc là điều chúng ta muốn vươn tới để có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bạn cũng không nên mơ mộng hay ảo tưởng về một hạnh phúc hoàn mỹ hay xa xôi nào đó, mà hãy sống thật với con người của mình, biết nâng niu, trân trọng những gì mình có, biết cảm thông và chia sẻ với mọi người, và hãy mở lòng mình đón nhận. Đó chính là hạnh phúc thật sự mà bạn không phải đi tìm. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ đến quý vị tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 3 năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác và anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng kế hoạch cho mình. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh, và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.